Chỗ này là sâu này, nhìn tôi bắt sâu này, chỉ con dao này thôi nhưng rất là sắc, con sâu đục thân phá cái vít của tôi. Bạn nhìn thấy chưa, những đường ăn sâu ấy, ăn rất là dã man, chúng ăn thể hiện không thể biết được là sâu, nhưng mà khi nhìn thấy vỗ vào cây, cây rất là bộp bộp, vỏ bộp bộp này, lỗng, lá chết, cành chết, sâu đục thân. Đây là con ấu trùng non của con tiễn tóc. Con tiễn tóc mẹ tôi đã giết chết cách đây khoảng hơn tháng mà không để ý, chúng đã ăn, để rất nhiều trứng vào cây. Đấy, nhìn rất khiêm. Chưa tìm thấy con, nãy đã giết chết được 1, 2, 3, dí cái 2 con nữa là 5 con sâu, sâu non. Đấy, rất là trứng con, nhìn chưa, các bạn nhìn này, sâu non này. Tiếp hết vị trí này, tìm được sâu. Cái này, những chỗ này là vỏ đã chết vì đây, nó sùn ăn, ăn đùn vỏ đây. Cậy không thể phục hồi được. Đấy, đường ăn chúng rất là tinh vi, ngụy trang không thể biết được. Đây, cái này là cây đã chết. Cái khu trên này rất là ngắt này, chọc rất là bột, để nó cũng cây cũng chết rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy khủng khiếp. Chúng ăn hết mình, phá hoại thân cây. Rất là dã man. Tiện tóc này rất là nguy hiểm. Cây cối thì chết dần chết mòn chứ không chết ngay. Lỗ hết thân cây, gần lỗ rồi. Chỉ con dao rất nhỏ đấy, bắt được con sâu. Đây là con sâu, vô tình đâm chết rồi. Thôi, đấy, tổ đây. Sâu còn rất nhiều, chú lúc. Ui giời, quá nhiều. Khóa khá lâu. Cây này không chết những người nạ. Tôi phải chóc đi để ra cái lớp đá mới, vỏ mới thay thế, để không thì cây cũng chết rồi thôi. Thậm chí chúng ăn còn nhanh hơn. Vỏ chết hết rồi. Thực ra là bị sâu nó ăn hết, nó cắn. Tìm cái này mới cho các bạn xem này. Ý này. Đây là bị. Đấy, thực ra sâu nó ăn hết rồi. Chọc cái dao này. Nó đau quá đâu, cũng đủ xuyên vào gốc cây, vỏ cây mít. Bình thường chọc cũng rất là khó. Chúng ăn tan phá rất khủng khiếp. Nhìn cây cũng có vẻ sống, thực ra cây đã chết. Ui, thôi được rồi. Đừng có sâu rồi. Chúng ăn hết luôn cái rác trong rồi. Đây, cây chết. Rút đi thôi. Đấy, nhìn kia. Thích cả tả. Cả mảng luôn. Ấy, con sâu to chưa? Anh nhìn thấy chưa? Con sâu rất là to này. Đầu đây. Thành quả này. Nhìn con sâu phá hoại này. Rất là to. Ui dồi, các bạn nhìn thấy chưa, con sâu rất là to. Đấy, rất là to rồi. Tiếp tục đi chi những con sâu.
Ui dồi. Ok này. Chết gần hết. Đấy, những cái lụy xí này là cây vỏ bị sâu ra một tuần chưa? Thực ra này, sâu này tôi đã bị bắt nó, mẹ nó đẻ nhưng mình không thể phát hiện được hết. Sâu mẹ nó đẻ nhưng mà còn tiệm tóc mẹ dưới cây đây 2 tháng thì tháng nó đẻ nó thì nó bám cây, tôi nghĩ là nó đẻ đã đẻ mọi khi thì nó đẻ thì mình nó còn trụng đuôi nữa. Đấy một con nữa này, tiếp tục một sâu con này. Nhìn chưa, con sâu này đẻ các bạn sau khi ra. Cái mít của tôi trồng được hơn chục năm rồi, quả rất sai nhưng mà đấy có chết được con sâu này, tầm chết thôi. Thế biết nhà thôi. Sư sắc cây này đi tập tìm hình bên dưới. Nhìn chưa? Các bạn nhìn thấy rất sợ rất khủng khiếp. À, không còn cái gì nữa. Cây nhìn vỏ ngoài nó có vẻ nhìn cây sống tí nó có nhìn cái mầm này, mầm không thể nên được vì nó ăn hết cái chất của vỏ ngoài của cây rồi. Đấy, đấy, vỏ còn tươi thì là còn cây còn sống này, vỏ tươi đây, đây là vị trí vỏ tươi này. Đấy, vỏ này đã chết bị sâu rất nhiều loại nấm mốc côn trùng ăn theo, khi bị sâu vỏ đã chết. Đấy. Chỉ một cái da hoa quả thôi, da này to đây, da hoa quả đây tôi có thể mở vỏ rất dễ dàng. Đấy một con tiếp thôi. Họ nhìn đi chưa? Cái đầu nó đây này. Đầu con sâu đây. Đấy. Nó đây. Đấy. Con sâu tiếp theo này. Rất là khủng. Đấy, thì cái mũi dao nó gãy này. Họ nhìn chưa? Nó bỏ chòi ăn độc thân đấy. Ôi giời. Đây, phương thân này. Đây nha, các bạn gửi ý chưa. Đấy. Đây, cũng chết mấy con này, tôi đánh lên đất này. Rồi giết nó đi. Đục hành trình tìm mối đi. Rất là nhiều sâu, có nghĩa chưa. Cái này cũng hỏng hết. Thì ra khí vào được thì hỏng hết. Nhiều. Chỉ một cái dao hoa quả thôi, chọc rất dễ dàng vì thực ra sâu nó ăn hết. Đây, nó ăn hết cái vỏ gần vỏ, biểu bì của cả vỏ cây thôi. Này, ăn hết sâu, cây vỏ, thực ra vỏ chết rồi. Đây, đây một con sâu, ôi, lại con sâu nữa nè. Con nhìn như cái đuôi nó thò ra, ấy là cái đầu đấy, cái chú sâu ái ra. Kinh chưa, nó khá to đấy. Ai à, một con bé này, một con bé thôi, đây là một con sâu bé, đây là một con bé này, tôi đổ đây nhá, và đây là con to, mẹ to khá to, nhìn chưa các bạn nhìn, khá to, đây bỏ cả đống cũng đống luôn. Dao ấy nhìn chúng rất là ghê. Đấy, các bạn nhìn xem nha. Nãy là sơ sơ đang hơn chục con sâu rồi. Tiếp tục hành trình tìm sâu trong vỏ cây. Bắt được trận diện chúng. Ok, đây vỏ nó sống này. Hết vỏ cây. Chết rồi, đây là vỏ chết. Vỏ chết rất là rất dễ dàng, chỉ cần mũi dao được khoáy vào. Đấy. Đơn giản thôi, các nhìn vỏ cây đã bị sâu ăn thủng, chuyện còn cái mũi dao rất là đơn giản, tương máy thôi.
Đây mà thu sâu này, bạn nhìn chưa? Mình rất là, chúng đã chui rất kỹ. Ấy à. Con sâu con. Tôi đang vô tình dừng ra ngoài chưa? Đó. Sâu con này chưa? Đấy. Dừng ra ngoài tiếp. Đây. Khả năng để nó ăn tận đây rồi, bỏ cây tiết đi tận đây rồi, chúng ăn rất là nhanh chỉ trong một tháng. Không phá khủng khiếp những con sâu độc thân để chúng ăn. Đây là hậu quả của những sâu đục thân ra, chỉ phần nhỏ nhưng mà tôi nằm hết ra tầm khoảng 20 con sâu. Nhìn mấy sư sơ các con nhìn xem này. Đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7 này. Còn 4, 5 con tôi đánh rơi kia nữa. Tổng cộng khoảng 12 con tôi đếm đấy. Khá nhiều sâu không? Và chúng ăn rất là phá hoại, rất khủng khiếp. Các bạn nhìn cây này, cây nào mà sống được với những sâu phá này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về sự tác hại của một loài sâu đục thân. Cụ thể đây là loài ấu trùng non của tiện tóc.